bữa hổm anh hẹn với em á, ngày hôm qua chủ nhật, ngày hôm qua thứ bảy mà trời mưa quá rồi anh đâu có tới với em được. Đừng có giận, đừng có hờn nữa nghe em. Bữa nay chủ nhật anh trả lại cho em nè. Dạ. Trả lại cho em mày thằng hồng đó, có tên hai đứa màu chưa nhòa, gần hơn khi nhau để rồi tiếp nhớ lối về có cầm hai đứa quay mặt kẻ non lắm. Hơn hai hôm dài như muốn pha, ghét anh tới ba bữa bằng năm giờ. Vậy thì đừng ghét nữa. Một người ra đi, một người ghé nói, nắm tay hẹn chân hẹn hờ, để trong giấc mơ thôi. Đừng buồn nữa em ơi, lát nữa cũng đường ai nó đi chứ đâu có chung đường nữa. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của hai chị rất nhiều, vui vẻ hai đứa giật nhau.